đồng cho cầu Vinh combo ngày hôm nay, đó là bộ B12. Quen thuộc phải không ạ? 400 đôi loa mà chúng em lựa chọn mở màn cho chiến dịch cũng như là cái dịp tặng quà cuối năm. Một đôi loa B12 có cái màu sắc cực kỳ là hợp để đón năm mới. Nó sẽ có một năm mới rực rỡ hơn, năm 2023 rực rỡ hơn các em nhá. B12 tông màu đỏ, kết hợp vòng vàng thể cái sự hưng thịnh và tài lộc đến cho mọi nhà. Tiếp theo chúng em sử dụng hệ thống đẩy hai kênh. Con đẩy GX600 Pro này trang bị màn hình điện tử này, các em có thể quan sát và nắm bắt được tất cả mọi thông tin của quá trình hoạt động của con đẩy này. Đặc biệt nó là đẩy sử dụng công nghệ mạch lát hát tiếng rất là hay và sạch, và kèm theo là công nghệ chống chập cháy. Đây, cái công nghệ chống chập cháy này nó sẽ bảo vệ rất là an toàn. Đây, các em có thể nhìn thấy em tăng nhạc lên này, nó hai kênh nhá, chập kênh này kênh bên còn kênh còn lại vẫn hoạt động bình thường, và em tăng nhạc cho anh em xem. Việc mà bảo vệ tuyệt đối cho bộ dàn từ cặp loa đắt tiền cho đến con đẩy giá trị 8 triệu đồng con này. Tiếp theo, một bộ đẩy thì phải có vang. Vang là linh hồn, là trái tim của bộ dàn rồi. KM360, một trong vang số chỉnh cơ cao cấp, chống ngũ khỏe, echo revert ngọt. Có 6 cái tính năng người dùng khác nhau để lựa chọn. Các em có thể gọi những tính năng ẩn đây. Đấy, rất nhiều điều chỉnh echo này. Đấy, kèm theo này, giới hạn này, lưu giữ này. KM360 hiện nay đang có giá là 3.200.000 đồng. Trước kia là 3.500.000, hiện tại khuyến mại là 3.200.000. Bộ mic không dây VK321 màu vàng gold ạ. Các anh em có thể thay thế màu đen vào được, nhưng đây màu vàng cho nó có chút tài lộc đi kèm, hỗ trợ thêm cho đôi loa. Còn mic này hiện tại đang có giá 3.000.000 đồng, 4 dâu sóng khỏe nhé, dòng 6 số, tiếng mic hát rất nhẹ. Ngay sau khi em giới thiệu xong tổng thể bộ này, em sẽ test bài karaoke với các anh em luôn. Một cấu hình combo mà hiện nay Zika sẽ đem đến phục vụ các anh em vào dịp cuối năm này, và sẽ tặng cái phần quà lên đến 3 triệu đồng tương đương giá trị như bộ mic, nhưng mà chúng em sẽ cộng tổng tất cả là chiết khấu trực tiếp trong hóa đơn. Ngoài ra những miễn phí vận chuyển toàn quốc, bao phí lắp đặt cho anh em lên đến hàng trăm.